Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo quảng bá và kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo năm 2020. Qua 5 năm triển khai chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, Bộ Công Thương đã chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan triển khai gần 80 đề án nhiệm vụ các đề án. Nhiệm vụ này đã kết nối và thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư phát triển hoạt động thu mua quảng bá sản phẩm hàng hóa nông lâm thủy sản khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo bước đầu hình thành được những chuỗi cung ứng tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng miền theo hướng hiện đại và bền vững hội thảo này là dịp để các bộ ban ngành địa phương và cộng đồng thương nhân doanh nghiệp tập trung trao đổi đề xuất một số biện pháp khuyến khích phát triển những sản phẩm mặt hàng là lợi thế của khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo xây dựng và phát triển hệ thống kết nối phân phối sản phẩm đặc trưng vùng miền giữa các doanh nghiệp hộ sản xuất hợp tác xã với các đối tác chuỗi phân phối xây dựng và phát triển hoạt động hiệu quả của các mạng lưới chợ miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo đồng thời chia sẻ kiến nghị định hướng tuyên truyền quảng bá kết nối thị trường sản phẩm đặc trưng khu vực miền núi vùng sâu vùng xa và hải đảo trong thời gian tới, đề xuất các chính sách khuyến khích ưu đãi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển và tiêu thụ sản phẩm đặc trưng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo trong giai đoạn tiếp theo.